Hôm nay ông xã của mình đem xe tới gara sửa các bạn. Xe này mình mua chắc được gần 4 năm rồi đó. Nhưng mà đang chạy xe thì bây giờ ở trong xe nó nổi đèn lên mà không biết nó hư cái gì mà đem tới gara cho người ta chỉnh ha. Trời lạnh lắm các bạn. Đây là những xe người ta đem tới sửa chữa nè các bạn. Xã của mình giờ chạy xe vô trong cho người ta kiểm nè. Mình ngồi xe xong người ta tới người ta hỏi xe mình hư cái gì xong nha, mình kiểm tra xe ha. Người ta đưa máy cho mình ký tên. When it comes to sublets, Joe's boss, Michelle is your best. Chiếc xe của ông xã mình đã giao tới đó, chiếc xe của ông xã mình hồi nãy đem tới đây là chỉ để kiểm tra thôi, mới kiểm tra thôi thì mình phải đóng 150 đô tiền người ta kiểm qua đó các bạn, chưa có sửa chữa gì đó. Thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem một chiếc xe mới năm 2019 nha các bạn. Rất là đẹp, kiểu xe nhìn đẹp dễ thương quá ha. Màu đỏ bóng, đỏ tươi luôn, chiếc xe này chạy ai mà còn độc thân á, chạy chiếc xe này nhìn cũng đẹp ha. Còn có con có cái thì đông con đông cái thì mình sắm chiếc xe bự hơn mới đủ, chở mới đủ các bạn. Xe này chừng ai có một đứa con ha, hai vợ chồng một đứa con, hai đứa con cũng được, chạy xe này cũng ok. Đó, mình quay cho các bạn xem ở trong như thế nào nha. Wow, nhìn chỗ lái nè, rồi chỗ ghế ngồi này nhìn cũng đẹp quá ha. Màu đen này thì nó sạch sẽ hả, chạy xe giữ sạch sẽ thì nó lúc nào nhìn nó cũng đẹp ha. Xe của mình chạy thì mình cũng không có sạch lắm, mấy đứa con của mình nó lên xe cũng không có sạch sẽ như xe mới như bây giờ. Mới mua thì sạch được vài tháng, bây giờ thôi. Cái hàng ghế này các bạn, đó, được 3 ghế ngồi ha. Wow, nhìn cũng đẹp quá. Để chút xíu nữa mình quay, mình xem chiếc xe này người ta bán bao nhiêu tiền nha. Đó, cái ghế này thì nửa da, nửa vải các bạn ơi. Mua xe thì mình chọn ghế da thì nó sạch sẽ hơn ha. Sạch sẽ, lỡ có đổ nước thì cũng dễ chùi. Còn ghế vải thì đổ nước thì nó hít vô trong đó luôn. Cái kiểu xe, cái đầu xe nè. Wow, nhìn cái bánh xe mới lăn ở trong nền xi măng thôi, nó còn sạch quá chừng. Đó, mình quay tận chiếc xe cho các bạn xem ha, rõ nét ha. Đẹp không các bạn? Wow, quá đẹp đi chứ ha. Có chiếc xe này chạy ở Việt Nam cũng đẹp lắm ha. Thì để mình xem chiếc xe này bao nhiêu tiền nha. Xe này á, thì một tháng thì trả bao nhiêu? Cái này mua xong người ta cộng tiền này tiền kia mình mới biết một tháng trả bao nhiêu. Còn nếu mình trả off hết thì gần 30.000 nha các bạn. Thuế vô nữa là phải là 34.000 đó. 34.000 đô chiếc xe này. Thì 1.000 đô là 24 triệu. Các bạn nhân lên cho mình nha. Rồi quá chừng. Wow, cái cánh cửa bên này để mình mở thử cho các bạn xem. Bên này nè. Đó, nhìn cái cánh cửa thôi nhìn cũng đẹp nữa ha. Cái chỗ này để bỏ đồ đạc nè. Wow, xe mới.
quá chừng là mới, mọi thứ đều mới. Cánh cửa mới, ghế mới, chỗ ngồi mới luôn. Rồi đó các bạn, mình đã quay xong kiểu xe thiệt là dễ thương cho các bạn xem rồi đó. Thì tới đây mình sẽ quay cây Noel. Wow, cây Noel mình đứng từ xa mà mình thấy cây này nó cao quá chừng, không biết bao nhiêu nữa, chắc là khoảng 4-5 mét đó ha. Để mình xem người ta trang trí cây Noel như thế nào, để mình về mình bắt chước mình làm cho cây Noel ở nhà mình. Wow, nhìn cái lá này cũng giống lá thiệt nhưng mà mình sờ vào thử nó bằng nhựa đó các bạn. Nhìn rất là đẹp, lung linh ha. Ở đây nhìn cái cây Noel sao mình muốn kiếm bài hát gì đó hát về bài Noel. Noel thì có bài gì ha? Có bài mùa đông đi ha. Mùa đông thì có bài gì? Hát bài Người tình mùa đông nha các bạn, hát một đoạn thôi. Đường vào tim em ôi ban giá, trời mùa đông mây vẫn hay đi về, vẫn mưa mưa rơi trên đường thầm thì vì đâu mưa em không đến. Đường vào tim em mây giăng kín, bàn chân anh trên lối đi không thành, những đêm khuya mưa buồn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình. Từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài sông thưa lắm, khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua, nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày qua vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cao trời mưa lu, vẫn tin buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay, đường vào tim em bao cơn sóng, đẩy tên anh xa bến xuân hoa mộng. Trái tim em muôn đời lạnh lùng, hỡi ơi trái tim mùa đông. Các bạn ơi, đi giao chiếc xe cho người ta sửa xong rồi về thấy trời mưa quá. Bây giờ mình kiếm bài hát về mưa mình hát tặng cho các bạn nha. Mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ ai mưa triền miên, phải chăng mưa buồn vì tình đời, mưa sầu vì lòng người, thương tiếc không nguôi. Mưa từ đâu mưa về, làm muôn lá hoa rơi tả tơi, tiếng mưa gió lạnh lùa ngoài manh, lá vàng rơi lìa cành, gợi ta nỗi niềm riêng. Ôi ta mong ước xa xôi, những đêm mãi cô đơn, gửi tâm từ về đâu. Mưa mưa thương mưa nhớ ai, mưa rơi như nức nở, mưa rơi trong lòng tôi. Mưa rừng ơi mưa rừng, tìm đâu hỡi ơi bóng người xưa. Mỗi khi mưa rừng về muộn màng, bóng chiều vàng dần tàn, lòng thương nhớ nào nguôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích
thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.